nhai 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 mỗi miếng cơm lứt và muối vừng từ 120 lần trở lên nó sẽ trở thành thuốc chữa lành mọi tật bệnh. Nhai 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 mỗi miếng cơm lứt và muối vừng từ 120 lần trở lên nó sẽ trở thành thuốc chữa lành mọi tật bệnh. Nhai đếm, coi tâm phản ứng, thấy sinh hoạt của tâm, con đường chúng ta đang đi, dưỡng nuôi giác ngộ. Tâm không phản ứng, định đã có mặt. Nhai 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 mỗi miếng cơm lứt và muối vừng từ 120 lần trở lên nó sẽ trở thành thuốc chữa lành mọi tật bệnh. Nhai đếm, nhai đếm, nhai đếm, thiền nhai đếm. Tâm không phản ứng, định đã có mặt. Nhai 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 mỗi miếng cơm lứt và muối vừng từ 120 lần trở lên nó sẽ trở thành thuốc chữa lành mọi tật bệnh.